Thưa quý vị, tất cả công nhân tại các khu công nghiệp và nhà máy phải khai báo y tế để đánh giá nguy cơ, tránh tình trạng lúng túng như Bắc Ninh và Bắc Giang. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến giữa các bộ với hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Các chuyên gia đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế F1 tại nhà để các địa phương có phương án triển khai thí điểm trong tình huống số ca mắc, số F1 tăng cao. Nhấn mạnh Bắc Ninh, Bắc Giang là hai tỉnh đầu tiên thực chiến phòng chống dịch bệnh trong khu công nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị hai địa phương cần linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện, từ đó đúc rút kinh nghiệm cho các khu công nghiệp khác. Ví dụ trước đây chúng ta quy định chung là F1 là cách ly tập trung, là xét nghiệm F1 là phải xét nghiệm PCR và mẫu đơn. Thì bây giờ vào khu công nghiệp thì không thể như vậy được. Chúng ta muốn đưa cái nhà máy trở lại hoạt động từng phần một thì chúng ta phải linh hoạt hơn. Trước thực tế không thể xét nghiệm hàng ngày cho toàn bộ một nhà máy có hàng ngàn công nhân, một khu công nghiệp có hàng trăm ngàn công nhân, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa ứng dụng công nghệ để tính toán, chỉ ra những phân xưởng, nhà máy, bộ phận sản xuất, đối tượng cần được xét nghiệm sàng lọc theo từng ngày, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu tất cả người làm việc trong các khu công nghiệp tập trung và người làm việc trong các nhà máy phải thực hiện khai báo y tế. Các chuyên gia khuyến nghị các nhà máy, khu công nghiệp nên thực hiện phân vùng khu vực, bộ phận, phân xưởng sản xuất, điều chỉnh phân ca sản xuất theo địa bàn cư trú của công nhân. Để nơi nào có ca nhiễm thì khoanh vùng lập tức, xét nghiệm trả kết quả trong vòng 24 giờ. Những bộ phận, khu vực khác vẫn tiếp tục duy trì sản xuất.